thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Căn bản của một người muốn tiến xa trên lĩnh vực này, Hoàn Hồ. Nữ ca sĩ Kim Phương. Bài dự thi quá sức an toàn. Nhạc sĩ Hoàng Tâm. Nếu hôm nay mà tối thiểu hai dancer với cậu nó điểm còn cao nữa. Chỉ có trên ABTV 55.4. Kính thưa quý vị, đứng ở bên Thanh Thanh là thí sinh Hằng Nguyễn, một trong những giọng ca trong vòng sơ kết vừa qua mà đã gây ra được cái sự nhớ nhung của Thanh Thanh, bởi vì cái giọng của cô khi cô cất lên rất là hay quý vị. Nếu mà quý vị có theo dõi vòng sơ kết thì bây giờ với cái sự trở lại vòng sơ kết 2 này có nhạc đệm nữa. Thì thứ nhất là Thanh Thanh biết là mình phải theo cái nhịp nhàng rất là chuẩn mực, chứ không còn giống như là mình hát chay, mình muốn hát kiểu nào mình hát. Thì đối với cô thì cô thấy cái sự chuẩn bị tập dượt của mình như thế nào và ca khúc nào cô sẽ thể hiện ngay hôm nay? Dạ vâng, cảm ơn Thanh Thanh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Giọng ca vàng của Houston của đài 55.4 ABTV. Hằng Nguyễn kỳ này sẽ chọn một bài, đó là bài Ly Rượu Mừng. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Đây là một cái bài hát mà Hằng rất là tâm đắc, là bởi vì nó có cái điệu van rất là vui mà nó rất là nhộn nhịp, thường thường là hát vào dịp Tết. Nhưng mà hôm nay thì Hằng muốn thể hiện để cho quý vị lúc nào cũng có những cái niềm vui. Dạ vâng. Tết thì đâu cần mình phải đợi tới tháng 1, tháng 2 Tết thì mình mới gọi là Tết. Nếu mà mình cảm thấy vui thì lúc nào cũng là những ngày Tết, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn Thanh Thanh. Dạ vâng. Thực sự ra thì chúng ta thì lúc nào cũng lo toan cho những công việc. Dạ. Và hàng ngày thì mỗi một người đều có một cái khó khăn. Dạ. Nhưng mà lúc nào thì Hằng cũng mong rằng quý khán giả thật là vui. Và lúc nào cũng vui giống như là ngày Tết vậy đó. Vậy thì hy vọng là với ca khúc này, cô Hằng Nguyễn sẽ thật là dễ dàng để bước vào trong những vòng kế tiếp. Và chúc cô ở nơi đây điểm thật là cao để mà Thanh Thanh có một lần nữa được thưởng thức giọng hát của cô. Vâng, cảm ơn Thanh Thanh, cảm ơn quý thính giả. Xin ủng hộ cho chúng tôi. Chào cô. Dạ vâng, xin kính chào ban giám khảo. Và xin thân ái chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giọng ca vàng Houston của đài ABTV 55.4. Tôi tên là Hằng Nguyễn. Hôm nay tôi dự thi bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Xin mời. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng lành nồng phu vui lúa thơm hơi, người thương ta lời tức người công nhân ấm no thoát đi đời gian lao nghèo khó. Ha 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 ha, nhấp chén đầy cay chúc người người vui. Cuộc đời lành mong người đi đưa quên thân mình, kia nơi xa xa có bà mẹ già từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương được con về hòa nỗi yêu thương. Hoàn ca thắm tươi đời linh, ha 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 ha, chúc mẹ hiền rất nụ tình, rượu hân hoan mừng đôi uyên ương, xây tổ ấm trên cành yêu đương, nào cạn ly mừng vì nghệ sĩ tiếng thì ca nét chấm pha tô thêm đời mới, bạn thấy vang lên lời ước thiêng liêng chúc non sông hòa bình ngày máu xương thôi run rơi ngày
ấy quê hương yên vui đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này hãy chúc ngày mai sáng trời tự do nước non thân mình muôn người hạnh phúc đàn hòa ước mơ hạnh phúc nơi nơi hương thanh bình. Xin chúc mừng cô đã hoàn tất phần trình diễn của mình. Hoàng Hạnh xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Hoàng Cầm ạ. Chào cô Hồng Hằng Nguyễn. Hôm nay đây là bài thứ nhất điệu Vals 3-4. Từ đồ hôm giờ không có điệu này. Về phần trình diễn thì cô có phần trình diễn. Giọng thì cũng tốt. Nói chung về tổng thể đó thì tôi muốn đưa cô vào phần trong. Xin cảm ơn. Hoàng Hạnh xin mời phần nhận xét của ca sĩ Kim Phượng. Thêm một thí sinh có sự đổi bài sáng suốt. Khi ra đầu thì chị Hằng là ghi danh bài Bà Rằng Bà Rí, nhưng bây giờ lại đổi cái bài này thì là một cái chiếc tấu lạ. Thường thường là những cái giai điệu này là những giai điệu mà các thí sinh thường hay né vì nó rất là không có được an toàn, nhưng mà chị đã dám chọn vì biết rằng chị cũng đi hát thường, chị cũng rất là vững nhịp và nhìn vào cái gương mắt và ánh mắt của chị là thấy cả một mùa xuân. Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời nhạc sĩ Viễn Phương ạ. Tôi nghĩ rằng là không phải cái bài bà Rằng Bà Dí đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà Hằng Nguyễn diễn tả vẫn thành công như thường. Ừ. Bởi vì lần trước hát Bèo Giặt Mây Trôi tôi thích lắm. Nói chung là chị Hằng là có phần biểu diễn rất vững vàng, rất vững vàng. Chúc mừng chị hôm nay. Chúc mừng phần trình diễn tốt. Khen quá nhiều, thành ra là Hoàng Hạnh xin mời ban giám khảo cho số điểm cho cô Hằng Nguyễn ạ. Tôi 7 điểm. Nhạc sĩ Viễn Phương 7 điểm. Nhạc sĩ Hoàng Cầm 7 điểm. Ca sĩ Kim em lúc nào em cũng discount thêm 8 điểm. Dạ vâng, chúc mừng cô. Dạ vâng. Dạ. Xin chào. Chỉ có trên ABTV 55.4.